Đây là bản tin mới nhất cập nhật tình hình chiến sự tại Ukraine. Kể từ khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ban lệnh tổng động viên tới nay, dường như mỗi người dân Ukraine đã trở thành một chiến sĩ. Để đối phó với xe thiết giáp và xe cơ giới của Nga, người dân Ukraine đã bắt tay vào làm những loại bom xăng gọi là Molotov Cocktails. Có người bảo rằng chưa bao giờ thấy nhiều bom xăng đến như vậy. Tại Odessa, người dân Ukraine đã sẵn sàng chào đón xe thiết giáp và xe cơ giới của lính Nga với rất nhiều bom xăng gọi là Molotov Cocktails. Một người phụ nữ và một người con gái đang đứng trước ngôi nhà bị bốc cháy của họ bị tấn công bởi quân đội Nga. Họ mỉa mai nói rằng cảm ơn Putin, đây là những gì chúng tôi luôn muốn và bây giờ nó sẽ ấm áp trong suốt mùa đông. Cư dân cũng đã chế tạo 7 xe xăng và rất nhiều cocktail Molotov sẵn sàng đón lính Nga tiến vào nơi đây. Và mời quý vị tiếp tục theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine trong những bản tin sắp tới trên Phố Bonsa TV.